Đây là đầu mũi của khách hàng khá là to, khá là thô. Cái thứ hai là cái phần sống mũi của khách hàng ngắn, nó chỉ bắt đầu từ đây xuống đây, nó chưa có bằng cái tỷ lệ mà đẹp của khuôn mặt là 1/3 khuôn mặt, và cái thứ ba nữa là bề ngang của cánh mũi nó rất là rộng, nó chưa có hài hòa. Cái chiều dài của sống mũi khá là ngắn so với chiều dài tổng thể của khuôn mặt.